Rồi cái tiền công để mà trang trí cái này. công của nó phải làm từng miếng từng miếng Của cái tháp này làm không ạ? được. Của cái tháp này không hay là cả công trình này bên Không, là của cái tháp này không á, của cái tháp này không? ấy đấy người vợ chị tiền công, bởi vì Nhưng mà cái nghệ nhân là người Việt mình ha. người Việt mình hay thợ người Việt mình Dạ. mấy cái tượng Phật đó làm cái khuôn khuôn À rồi nó đổ đổ rồi mà khô cái đem ra cái sửa chữa chỉnh rồi sửa cho một mài dũa này cái em cho luôn. nó láng hay cái sơn phết. Khoảng bao lâu mới kết thúc vậy thầy? Khoảng mấy năm mới kết thúc? Cái Phật tích này có 2 năm thì sang An Việt Phật 2018. Năm. Thánh tích tứ đông động tứ động tâm, thánh tích tứ động tâm các bạn. Vào đây thì các bạn phải đi vào đăng ký, các bạn đăng ký và điều quan trọng là không được đem túi xách các bạn ơi, vừa chắc là trong này có cái gì bí ẩn lắm này này, cho nên người ta mới không 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 cho mình đem xách vào. Các bạn đang trên đường đi vào cõi cõi Phật thu nhỏ ở Ấn Độ mà. Chào chào các ơi. Ồ, đi ở đây đi theo hàng luôn này bạn, phải không? Hả? Ủa anh Tấn không có đi cho mình. Miền Tây phương cực là đẹp các bạn. Wow, tuyệt chưa? Tuyệt vời các bạn. Đây có một cái hồ sen rất là đẹp nữa này. Bây giờ là hiện tại là 2:30 chiều bạn, rất là nắng không. Nắng lắm rồi. Cái này tượng Bồ Tát là bằng bằng vàng nha bạn.
cũng nắng lắm rồi. Đi đường khác. Tháp Phật Thành Đạo. Đây là tất cả đều bằng vàng hết các bạn. Như là chúng ta đang ở Tây Thiên trong bộ phim Tây Du Ký tập cuối cùng các bạn. Đây cũng là vàng 4K các bạn. Để mình kiểm tra xem là bằng cái gì ta. Cái này là sơn, sơn phải không Dung? Bằng sơn các bạn ơi. Kiến trúc rất là độc đáo. Cái này mình làm bằng bằng cái gì mà bằng vàng nhung nhung bàn tay hay là sơn cái nào như cái nào là 100 tỷ, cái này như cái nào, cái này như cái nào là 100 tỷ. Dạ. Cái này như cái nào là chi phí hết 100 tỷ, cái này như cái nào. Nhưng mà cho con hỏi là cái tháp này mình có cái lên từng tầng lên tới trên được không? Chỉ lên được có tầng 2 thôi. Tầng 2 hả? Còn là mình không có lên. À. Bởi vì chỗ chùa chỉ có lễ lớn là giữ nhân vật lớn à. Mới lên được. Ở trên đó có cái xá lợi không? À, bởi vì mỗi lễ là nó cái sáng lên không? Cái xá lợi này mới thỉnh tức là hòa thượng lớn ở tức là đồng ý về để mà
Tứ động này là nó nói là bốn cái giai đoạn của Phật nha bạn. Phía bên này các bạn, phía bên này là cái lúc Phật đản sinh, tức là phút lúc Phật ra đời các bạn. Mà mình phải nói là cái tượng Phật này cực kỳ là tươi nha, rất là sắc các bạn. Phải có những người nghệ nhân có kỹ thuật rất là tốt mình mới làm cái tượng. Còn phía bên này là lúc Phật thành đạo, tức là lúc mà Phật Thích Ca Phật giảng đạo bạn. Còn cái công trình đầu tiên, cái chỗ mà mình đầu tiên mình vào là cái chỗ mà người ta làm bích hết bạn, gọi là cái động luân hồi, tức là mình không có vào được, chỉ có kinh sách rồi là xá lợi của nó, rồi người ta làm bích kính hết các bạn. Rồi bây giờ mình và các bạn sẽ đi tiếp cái động thứ tư, đó là cái lúc mà Phật qua đời. Đây là cái chỗ mà lúc Phật qua đời các bạn, gọi là Phật nạp xá lợi. Mà tối nó phát sáng không? Ừ, nó sáng đó. Ủa là cái ít sáng của nó, của cái xá lợi hả? Ủa, ngộ đã, không biết luôn. Đây là gọi là chỗ là Phật nhập Niết Bàn. Cái này mình vàng. Mình làm cái gì? Vàng không vàng? Ồ, ở đây chà là có trái luôn các bạn ơi. Lối vào riêng, lối đi ra riêng các bạn. Vậy là mình cùng các bạn cùng khám phá là cái tứ động trong thiền viện Trúc Lâm. Cái công trình này là nó ngốn hết. Chi phí là 100 tỷ theo chia sẻ của một thầy ở trong cái khu tứ động này các bạn. Thì tứ động là cái nơi là nó phản ánh vào bốn cái giai đoạn trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, tức là lúc Thích Ca đản sinh, tức là Phật đản sinh các bạn. Cái nơi rồi là một tứ động là nơi Phật hành đạo, tức là giảng dạy Phật. Một nơi là Phật lưu giữ những cái kinh thư, những cái gọi là cái xá lợi, và một cái động là cái nơi mà lúc Phật nhập Niết Bàn. Thôi
Thì mình xin tạm biệt các bạn ở cái video này nha. Nếu các bạn thấy cái video này có những cái thông tin cực kỳ hữu ích với bạn thì bạn cho mình like, subscribe kênh. Để mỗi khi mình có những cái video mới thì bạn sẽ ra những cái nhận thông tin.